Hello, hello, chào các bạn nha. Mình quay nhanh một clip 5 phút và sau đó sẽ tiến hành trả đơn cho quý khách nha. Mấy nay đi chơi các bạn. Ok, thì cái lô này mình sẽ xả một số cái nha. Một số cái hiện tại đang giảm rất là nhiều rồi. Các bạn biết cái này là hiện tại mình bán giá đẹp nha, là 450k. Hiện tại đang có chương trình giảm còn 420. 420 bao ship các bạn. Con này ship 55k nha, coi như còn khoảng 300 mấy các bạn. Mình thu vốn một số cái nha, cỡ khoảng 20-30 cái mình sẽ ngưng và trả về giá 450k nha. Có rất là nhiều khách hỏi mình giá cũ ở tại sao nha, nhưng mà mình cũng báo nha, báo rõ là chương trình khuyến mãi, hết chương trình khuyến mãi nha. Đó, cho nên là khi mình báo thì khách cảm thấy mua được thì ủng hộ nha các bạn, còn khó quá thì bỏ qua không sao cả nha. Đó, chỉ có những khách mà lấy cái giá từ năm nào đem ra ép mình thì cũng không được chứ các bạn. Đó, buôn bán mà. Cái này đã hết hàng nha, cái này đã hết hàng, 100k một cái là những cái cuối cùng. Bữa nay giao đơn hai cái này với mấy cái kia là hết luôn nha, hết sạch luôn, 100k một cái ha. Con này hết, con này bữa nay lộ ra một con các bạn. Bữa anh nào hỏi nè, con này mình vẫn bán là 180k nha, bao chuyển khoản thì bao ship nha, cọc thì không bao. Tại con này gần như thu vốn nha, 180k 24V ha, rất là xịn sò luôn, 180k. Xả một số con các bạn. Khả năng sắp tới sẽ về thêm khoảng 1,5 tấn nha, cho nên là mình xả để lấy cái không gian và mình thu một ít vốn để lấy tiền nhập hàng các bạn nha. Còn con 150W nha, bữa nay đi 4 con. Là cũng cái loại này rất là hiếm nha, nói chung mà cũng không còn nhiều. Giá từ 550 mình đang giảm còn 520 ha, khách nào mua thì ủng hộ, hiện tại đang giảm giá. Và con lớn này 1 triệu thì vẫn là giá 1 triệu nha các bạn. Con này mình đã giảm giá gần như là hết cỡ. Các bạn biết những shop khác á, con này 1,4 triệu nha. Các bạn có chụp hình này nè, bạn đăng lên mạng bạn tìm hiểu. 1,4 triệu nha các bạn, 1,4 triệu nha. 300W thâm, nó là chuẩn 30V, nhưng mà các bạn chạy 12-24 cũng được. 24 thì rất là tốt nha, còn 12 thì nó yếu hơn một chút. Cho nên mình khuyên các bạn nếu mà xài, nếu mà kéo nhẹ nhẹ ha, 5-70kg thì 12 ok. Còn khách nào mà kéo cao hơn thì xài qua 24 nha. Hoặc là mình tăng thêm cái đầu giảm tốc, giống như tỷ lệ 1:5, 1:10 gì đó, cho nó mạnh lên ha, để mình kéo được khỏe hơn nhiều. Ok. Và một con nằm tầm trung á, tức là con 250W nha, con ba nhông á, 250W, giá là 650k, mình cũng đang giảm còn 620k nha, giảm 30k và bao phí ship này các bạn ha, rất là to khỏe luôn, 250W nha. Ok, xong với đó thì bữa nay trả nhiều đơn bơm này các bạn, bơm với motor nha. Đây là những cái sản phẩm chính bên mình nha. Đó, motor thì có 12V nè. Motor thì có 12V. Loại này là 250 vòng, 70k. Và con này con lớn hơn nha. Con lớn hơn thì 20 vòng 1 phút. Nhưng rất là khỏe luôn. Hàng Romani. Con này thì 100k nha. 100k và 70k. Còn bơm á, thì có hai loại nha. Bơm cái nhỏ này thì là 80 các bạn. Còn cái lớn là 100 nha. Nhỏ là 80 một đầu, lớn là 100 hai đầu. Mình có làm một cái clip lớn là 90, nhỏ là 70 lâu rồi, rất là lâu các bạn. Nhưng mà giá đã chỉnh lại nha, con lớn là 100 nha, lớn là 100. Con nhỏ là 80 nha. Đó. Chỉnh mỗi con lên 10k. Tại vì bao ship mua từ hai con bao ship nha các bạn. Ví dụ như hai con bao ship đi thì là 30k, thì chia ra một con là 15k nha. Dụ 100 mà trừ 15 còn 85 nha. 85 thì gần như mình không có lãi nhiều các bạn. Không có lãi nhiều nha, 85. Còn cặp này là 140k nha, 140k cặp cuối cùng nha. Đầu tiên á, đầu tiên đem về là bán là một cặp về là 180 các bạn. Ha, mình giảm từ thu vốn còn 1-2 cặp nha. Đó. Hàng bãi xịn sò. Còn cặp cuối cùng 140k. Bữa nay thứ bảy các bạn, cuối tuần ha, cuối tuần mình tập trung trả đơn cho ngày nay, ngày mai
bữa nay với sáng mai các bạn mình sẽ trả, cố gắng trả cho hết đơn, những cái đơn mà khách đặt nha. Khách nào đặt hàng rồi thì thông cảm giùm nha. Và tiến hành mình test một số ở đây các bạn nha. Test bán xả rẻ cho các bạn nha. Test xả rẻ khuôn này. Con này mình sẽ làm cái clip bung ra, bung review cho các bạn coi nha. Và bán từng đồ món nha. Đó, các bạn có thể về chế nha. Đồ món từng chế từng phần một. Đó. Giờ có cẩu rồi cho nên không có ngại các bạn ha. Nhấc lên mình sẽ test cho các bạn. Con này 500 đồng, 500 điện nha, 500 điện 24V. Bơm này 600k, motor ok, còn phần bơm thì nó bị xì chỗ nào không biết nha. Về khách thay phốt xử lý lại nha. Bao ship, chuyển khoản bao ship. Cụm này chế bánh đà nha, 1.4 triệu, hàng thép của Nhật. Thép. Nặng cỡ 40-50 kg. Chế bánh đà. Cụm này của Đức, Germany. Cụm này khả năng bán lâu quá rồi không khách nào mua. Mình sẽ phục hồi lại và test cho các bạn luôn nha. Tức là mình sẽ vệ sinh lại phục hồi luôn và bán lại cho các bạn cho dễ hơn nha. Ở đây các bạn có thể đưa ra một cái ống nè. Cái ống nè. Cái này bánh xe nha các bạn. Cái này phần đế nè. Bánh xe đưa ra thẳng ra nha. Ủa một cái ống chứ. Một cái ống bắt vô cái này nè. Đưa thẳng ra mình làm cái rulo cuốn luôn ha, cuốn luôn. Để chế cuốn cáp cuốn gì đó. À, siêu khỏe. Hàng của Romani. Romani 500W. Siêu khỏe. Chân chạy nha, các kiểu ha. Ok, mình sẽ tiến hành test nhanh nha, tiến hành test nhanh và bán. Đây, con máy hoàn thiện nha. Máy này nay ngày mà đầu tuần sau mình sẽ cho nó chạy nha, cho nó chạy. Khoan và do, đó, khoan và phay chứ, phay mini. Ha, con phay mini đã vô vị trí làm việc. Tiếp theo thì ngoài đây có một số cái đồ mình thanh lý nha. Cái này mình để mình xài nè. Cụm này là 350k. Ha, 350k. Còn cục này thì mình đang giảm còn 180k. 3 lỗ 30, vuông góc 90 độ. 3 lỗ 30. Ha, vuông góc 90 độ nhôm. Này nhôm nha. Cục này 400, ha, cục này 400. 3 cái này thì là 350 nha. Còn một cái này đặc biệt thì là 400. Ha. Cái này rất đặc biệt luôn, 400. Một cái giảm tốc này bán các bạn 900 nha, trong clip này nha, 900 trong clip này, bao ship, chuyển khoản bao ship. Giảm tốc 115, hàng nhôm. Có luôn cái cụm này các bạn làm tời nha. Lắp xe cô 750W nha. Còn cụm này, ruột này, của con này nha, chạy ok. Chạy ok, mình lắp lại nha. Này mở ra mình coi. Cụm này 1.6 triệu nha, 1.6 triệu. Có chân, có chóc, các kiểu. Có giảm tốc. Hàng xịn sò. Con này 250W, 24V. Cổ góp à, chưa mòn. Ok, trước mắt giới thiệu nhanh vậy các bạn. Rồi mình sẽ gói hàng trả hàng nha. Đây thì một số cái đồ kẹp măng răng. Cái nhỏ này là của Đức nha, của Germany, kẹp 10 ly. Toàn bộ đều là ren hết, không có côn nha, không có côn. Kẹp cái nhỏ thì là 10 ly. Cái nhỏ đã bao đã có luôn khóa nha các bạn. Cái nhỏ có luôn khóa. Mình bán là 60k. Mua từ 2 cái thì bao ship, một cái không bao. Nhỏ có luôn khóa nha, nhỏ có luôn khóa. Ủa phải không ta? Sao không vừa ta? Đút không vô các bạn. Ha. Mình tưởng là của nó chứ. Ờ đúng rồi nè. Sao cái này đút không vô ta? Cái này là của Mỹ nha. Cái này của Mỹ. Cũng là 60k một bộ như vậy nha. Còn cái này sẽ đút không vô ta? Đút không vô các bạn. Nha, cái này đút không vô nè. Ha, ờ vô các bạn ơi. Ủa? Xin lỗi nha, không vô nha. Như vậy con này mình vẫn tặng cho các bạn khóa nhưng mà hình như không phải của nó hay sao ta? Không có vừa các bạn ơi. Hay là không vô. Nhưng mà con này lại ok nha. Cái con của Mỹ là lại ok nè, khóa là của nó nè. Vậy là con này không phải à. Con này cũng không phải của nó à. Cái lỗ nó nhỏ hơn thôi. Tôi không vô. Còn mấy con lớn này thì cũng đồng giá 60 nha các bạn, nhưng mà không có khóa nha, 60 không khóa. À.
hàng ok. Ống kính nha, ống kính. Kính thì 100k 10 cái nha. Mình hết thời gian khuyến mãi nha, 100k 10 cái nha. Bán thu vốn. Còn cái con này thì còn đúng một bộ nha, một bộ cuối cùng. Đó, trong ngày hôm qua, ngày hôm kia, hai ngày không biết ngày nào đó mà một khách đã cọc rồi. Coi như là chỉ còn đúng một bộ cuối cùng nha. 400W lỗ cốt 30, chế do di động, có thắng từ 24V. Con này các bạn chế do di động là không có bị giật nha. Còn cái lô motor kia mình sell cho các bạn là 140k một cái nha, đếm hết nha. 140k một cái đếm hết nha. Ok. Đó. Cứ sơ vậy.